on the red team. Sẵn sàng, kẻ địch sẽ xuất trận sau 5 giây. Đếm trung, đừng lùng chiến thắng. Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại channel của mình nha mọi người. Rồi, tiếp theo tập series leo ranh chiến tướng 117 vị tướng khác nhau mọi người. Thì ngày hôm nay mình sử dụng sẽ là con vị tướng Guido nè nha anh em ơi. Đấy, thì trận này thì Violet của mình đã chọn mất AD của mình rồi. Nên bắt buộc là mình X-Nam mọi người. Nên bắt buộc mình sẽ chọn thằng Guido này mình đi XP nha anh em ơi. Rồi, thì anh em yêu quý mình nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha mọi người. Để mình có nhiều clip hay hơn để mình đăng cho anh em nha. Với là anh em nhớ bình luận một mình ở vị tướng tiếp theo để mình làm trận series 117 vị tướng leo chiến tướng khác nhau nha mọi người. Đấy, thì giờ này đó là giai đoạn giữa mùa rồi mọi người. Chỉ còn hơn một tháng nữa. Mình nhớ tầm 4 mấy ngày, gần 50 ngày nữa là sẽ reset họ nha anh em ơi. Nên mình chỉ leo lên chiến tướng thôi anh em ơi. Lên cầu thủ thì sẽ không có leo nổi đó nha mọi người. Nói chung là chiến tướng anh em leo lên 50 show rồi thì cứ leo tiếp tục thôi nha mọi người. Đấy, thì leo đến khi nào mà hết mùa thôi anh em ơi. Chứ không có thể nào mà anh em leo lên thách đấu được. Vì thách đấu đã có tem boost rồi nha mọi người. Hoặc là nhiều anh em mới dùng tool để cài lên thách đấu khá là ghê luôn ấy. Rồi, quay trở giới thiệu sơ qua như thế mọi người. Quay trở lại trận đấu này. Ở đường mid này, tem mình đang vô tranh thành công. Mình đang được một mạng của thằng Cooperman mọi người ơi. Nhưng mà pha này không giải cứu được tem rồi. Ôi trời ơi, làm choáng cho mọi người. Thành công hồi gục luôn rừng tem bạn nha anh em ơi. Nhưng mà hiện tại mình đang thấy tem mình cũng đang vô tranh khá là đông. Mấy thằng tèo nát bên kia đang bán khá là mạnh luôn. Nên mình qua làm cái choáng cho hỗ trợ cho mid bên mình hỗ trợ nha mọi người. Nhưng mà sau khi thì sức ép tem bạn đang khá là cô rồi thì mình sẽ lui về nha mọi người. Hiện tại máu mình đã có yếu rồi nên mình sẽ lui về mình hồi máu để mình lại mình hỗ trợ tiếp tục trận đấu nha anh em ơi. Rồi thì vị tướng Guido này thì đợt vừa rồi thì cũng làm lại sức mạnh rất là nhiều luôn mọi người. Ở mấy mùa gần đây thì Guido cũng ít được ở chuột khi mà anh em đi đấu giờ hoặc là anh em leo rank nha. Vì nói chung là không còn được khả năng hỗ trợ giống như có vị tướng khác nữa. Rồi, hiện tại khoa này mình đang thấy có vô tranh, mở vô tranh này anh em ơi, mình dùng chiêu 2 để mình choáng nhưng mà không được nha mọi người. Hiện tại mình thấy thằng Lilina đau máng anh Tây này khá là đau luôn ấy. Nhưng mình chưa có kỹ năng hồi nên mình không có lâu lan nha anh em ơi. Rồi, khoa này sau khi mà vô tranh xong thì mình sẽ lui về đi hỗ trợ rồi để mình ăn con mùi xanh này nha anh em ơi. Cố gắng lên cấp 4 nha. Là Superman này, ủi Superman, mày là Superman, ủi choáng đó kìa, ủi hay rồi. Nhưng pha này thôi nha anh em ơi. Tem bọn hỏa lực còn khó là nhanh lên. Mình đẩy Superman bật cuối hút hít Superman là nhanh ơi. Thành công hồi gục với Superman anh em ơi. Gây chóng luôn mít cái tem bọn rồi. Ok, double kill cho AD của tem mình nha mọi người. Thì mình thêm được pha hỗ trợ rất là mạnh luôn nha anh em ơi. Rồi về tiếp tục hồi máu nha anh em ơi. Hết máu rồi anh em cứ tiếp tục mình về mình hồi máu thôi. AD support của mình là mình khi mà anh em đi support á thì bắt buộc là anh em phải giữ được cái đầu lạnh nha mọi người. Khi mà anh em chơi Guido này rồi chất tướng của Guido này nó cái nói chung là không có mạnh bằng các vị tướng XP khác nha anh em ơi. Nên bắt buộc là phải đợi chiêu E hồi, chiêu 1 hồi hoặc là các kỹ năng chiêu cuối hồi nha. Rồi trận đấu ngày hôm nay thì mình sẽ lên full phép luôn nha anh em ơi. Đấy, mình bán cho nó thấm nha mọi người, hãy dùng chiêu hơi bán cho thấm. Rồi Superman hiện tại đang đẩy khá là mạnh luôn mọi người, dùng mà lâu lan mình đấm một phát rất là mạnh rồi. Bên kia là vị tướng đeo nát mình nữa mọi người ơi. Rồi giành mất đeo nát của mình rồi anh em ơi. Đấy, nhưng mà mình sẽ leo lên top 1 vàng tèo nát cho mọi người. Nhưng mà thôi, tên bọn cầm mắt không tèo nát của mình rồi nên thôi. Rồi sau khi mình thấy mic của mình đang yếu máu rồi, mình sẽ chuyển xuống mình hỗ trợ mic nha anh em ơi. Chứ thằng Wukong này, mày Wukong gây choáng được Wukong này, dùng chưa ha. Nên em cộng full chưa cho mình nha mọi người, để mình bán chưa ha. Rồi sau khi mình xuống mic thì ở đường trên mình, ở đây mình đã lên mở điểm số rồi anh em ơi. Không biết pha rồi vô tranh như thế nào nhưng mà hiện tại thì ở đây mình đang bị bác khá là mạnh luôn mọi người. Nhưng mà khó rừng bên đó mình cũng không hỗ trợ được gì nha anh em ơi. Rồi tiếp tục mình xuống đổ đường một quanh về là hỗ trợ ở đây của mình. Chứ ở đây mình pin mình khá là nhiều lần luôn ấy mọi người. Nhưng mà pha đó thì mình xuống mình hỗ trợ mic rồi, không có mê được anh em ơi. Giờ này mình sẽ bu theo AD luôn mọi người, đi theo hỗ trợ nữa nha. Thì để nếu mà nó check một hai mạng là nó chửi mình đó mọi người. Đấy, giai đoạn này thì anh em bắt buộc là phải thủ trụ với đi theo theo AD là ok rồi. Pha này có mic mình đang lên nè mọi người ơi. Rừng của mình cũng đang lên luôn anh em ơi. Mình pha đó không gây choáng được nha anh em. Choáng được pha đó là ngon rồi. Có thành viên của mình đã low vô rồi. Thành công hồi gục được Tail Nat nha anh em ơi. Có Superman đang low lên mọi người. Bật choáng nhưng không được anh em ơi. Dùng chiêu này cũng không gây được sát thương đến vị tướng Superman nha mọi người. Vì Superman hiện tại đang khá là trâu bò luôn ấy. Rồi, pha vừa rồi thì tuy nhiên là
không có thành công phần gộp đồ XB nhưng mà cũng có được một mạng của AD nha mọi người. Thì nó cũng là thành công với 4 vị tướng của tụi mình ở đường trên nha anh em ơi. Này đẩy này, làm gì đây này, mình giả chón đâu, cây chón một phát này. Rồi, hiện tại hai thành viên của tụi mình đang hai người và bên mình đang ba người, mọi người có rừng của tụi mình không? Rừng của mình đang lâu rồi anh em ơi. Mình cây chón vị tướng mic nhưng mà rất tiếc là Lilina đã mặc anh Tây rồi anh em ơi. Thì rất tiếc là rừng tụi mình đã lên mở em số rồi, hoa này không hỗ trợ được rừng gì nhiều nha mọi người. Vì có Lilina nó mặc anh Tây mất một người khá là khỏe luôn. Này hoa đó mình sẽ lui về nha, vì trụ đang bán mình khá là máu nữa. Này hoa đó rừng tụi mình đã lên mở em số rồi anh em ơi. Gây chón này không biết rồi, AD mình đã lên mở em số rồi anh em ơi. Trúng một kiểu chón của thằng hoa này mình sẽ về luôn nha mọi người. Rồi có biết quanh trở lại rồi mọi người, mình sẽ quanh lên gây chón một phát rồi thành công biết họ gộp được không. Mình ui họ hết kinh ti rồi kìa, tóc biến nhưng không có kinh ti anh em ơi. Bật gây hit này ok, thành công họ gộp được không, mày này này ok, ăn lần biết luôn nhưng mà rất tiếc rừng tiêm mẫn ở đây. Ui trời ơi pha này happy cứu này, thành công mình lắc léo mình sẽ lui về nha mọi người, nhưng mà rất tiếc rừng tiêm mẫn nó dùng anh ti mà lâu lên mình rồi, thành công họ gộp được mình mọi người ơi. Này tiêm mẫn là 4 thành viên của bạn tiêm mẫn đã lên một lần số rồi. Đây. Gần giữa trận đấu đó mọi người, phút thứ 6 rồi nhưng mà team này hiện tại mình thấy cũng đang yếu yếu nha mọi người. Đấy, bị gã hê trụ rồi anh em ơi. Ryuma thì đã bị phải gọt cái đội top như thế này. Hiện tại đang cố gắng lấy luôn cái trụ này. Ryuma ơi, còn một phát cuối cùng bên này thành công lấy được cái trụ này nha mọi người. Và đó nghĩ là ui kìa. Rồi. Ở đây đi lại mình bị ngục không gõ đầu rồi mọi người. Không biết ở đây đánh kiểu gì rồi luôn anh em ơi. Rồi giờ này mình sẽ lên mình cùng biết hỗ trợ bác thằng ngủ không này nha mọi người. Đấy mình mang để ngủ không nó quay lại đó. Ok ngủ không thành công ra này. Mình lâu lên mình dùng chón được rồi. Anh em ơi. Ok thành công hồi gục được ngủ không luôn mọi người ơi. Ngủ không hết kêu rồi. May quá là mình nhìn kỳ được cái chón nha mọi người. Vậy nhưng mà ngủ không có tạo hình. Qua này mình định lên mát nha mọi người để bác ngủ không nha. Mình thấy ngủ không cũng hơi phế rồi nên mình cũng không phải sợ nha mọi người. Khi mà ngủ không lâu rồi thì mình cứ dùng anh Tây để mình hít là thôi nha mọi người. Rồi. Đợt lính này sẽ để lính lấy trụ nha mọi người, mình sẽ chuyển xuống mình hỗ trợ thằng AD nha. Chứ thằng AD đi lại một mình nó check quay anh em ơi. Đấy. Rồi check quay này kìa. Pha này biết làm gì đây, biết đánh cái gì đâu, kiểu gì đây. Ôi. Giờ này team mình chỉ biết đếp trụ thôi mọi người. Đấy. Ok mà lên luôn này. Ui may quá, biết mình múa đâu khá là mạnh luôn mọi người ơi. Bật dở lên này, hit nó phát rồi. Thành công họ gục được mic trên mận nha. Không gây chón được Superman rồi, Superman đang đẩy mọi người ơi. Thành công lướt lên chiêu một không mang được Superman kìa. Ui Superman đang chạy khá là nhanh luôn mọi người, gây chón mình chón trước không kịp luôn mọi người ơi. Pha này không biết Violet can được không mọi người. Rồi pha này Violet thành công hồi gục được Superman anh em, rồi Superman đã trả giá pha đó nha. Khi mà lâu lên một mình đối đầu với năm thành viên của tâm mình luôn mọi người. Đấy với là mà tình huống của mình hit anh Tây khá là mạnh luôn, khá là hay luôn nha anh em ơi. Đấy rồi pha này mình cũng còn nửa cái máu thôi mọi người, nhưng mình thấy hiện tại Ryuma đang mua mang ngồi không này, mình sẽ đổ xuống mình hỗ trợ Ryuma nha anh em ơi. Rồi nhưng mà ở đây mình ăn trụ nên mình sẽ quay về ăn rồng, mình sẽ quay về mình hỗ trợ thằng ở đây ăn rồng mọi người. Bây giờ nên mình sẽ đi cài thằng Violet nha em, Violet bán được rồi. Ui trời ơi kìa có ngồi không kìa, ủ toan rồi, về luôn Violet ơi. Ngồi không mới gõ bỉa đầu đấy mày hả, ngồi không hít lại nè. Ui nhưng mà không biết được ngồi không rồi, thì mình tóc biến luôn nha mọi người. Rồi chóng một phát này thôi mình về luôn nha, khi mình đã hết mana rồi đấy. Violet làm điều gì đó thì không biết như nào nhưng mà ui kìa. Qua cái thiệt. Không hiểu pha đó rừng làm gì luôn mọi người ơi, mình quanh hỗ trợ là hỗ trợ rừng nhưng mà không được nha. 6-1 rồi anh em. Đấy, ngủ không pha vừa rồi thì mình có mic làm một kill ở dưới đường rồng, dưới đường top nha. Nhưng mà hiện tại mic đang khá là xanh luôn mọi người. Giờ này team mình không biết làm như thế nào nhưng mà phải làm một cái điều gì đó mới gỡ gọt được trận đấu này nha mọi người. Hiện tại đang bị giai đoạn giữa game rồi nhưng mà hiện tại team mình đang bị chỉ biết đép thù thôi mọi người. Đây. Hiện tại mic và ngủ không của team mình đang ép mic của mình rất khó, rất cô luôn ấy. Rồi tuy nhiên nhưng mà pha này ui có nè đang rừng team mình lâu qua này kìa mọi người, tâm gây chón được mic này nhưng mà không có giống lâu ra mọi người ơi. Có thành viên của mình đang tản ra khá là đông luôn. Ui ngủ không thành công hồi gọi được top mình kìa, một pha mình bán trúng ngủ không rồi, lâu vô đây mic ơi. Pha đó mic không chịu lâu vô ngủ không mọi người ơi. Thôi pha này mình lưu về luôn nha mọi người, có là khó đối với team mình luôn mọi người. Đấy liên tục là ngủ không của mình đang khó là mạnh luôn mọi người. Đấy ngủ không hiện tại đang khó là biết chơi luôn nha anh em, đang xanh rồi mát lại này. Pha này mình chuyển qua mình ăn con cây xa này nha mọi người, thì mà đâu mới có cơ hội là kèo nha. Hiện tại thấy ngủ không đang mang đường rồng này, đang mang con cây xa này, thành công một cái chón được ngủ không. Ok thành công một lần ngủ không rồi mọi người ơi. Nhưng pha này có tuy nhiên
ba thành viên của team mình đã tập trung mình này khá là đông luôn mọi người. Rừng của mình đang low vào và mình có gây choáng được thành viên, nhưng mình không có giống vô cho mọi người. Rồi thành công hit này, anh em low vào đây anh em ơi. Ôi toàn rồi, mình lên một lớp số luôn mọi người. Rồi rừng team mình cũng lên một lớp số luôn, có thành viên còn lại đang tẩn ra khá là đông, không chịu low vô anh mọi người. Ui đánh kiểu gì đây mấy anh em ơi, có Riu Ma ơi, múa đi Riu Ma ơi. Ui trời ơi, tên qua vừa rồi lâu vô nhưng ơi như thế mà tên mình là đẩy lui về mất cho mọi người ơi. Đây, giờ này trận đấu này chỉ khó phế quá mọi người ơi. Đây, không biết làm gì để mình lật kèo được trận đấu này hôm nay luôn anh em ơi. Giờ này mình sẽ không lâu vào để bật anh tên nữa nha mọi người. Mình sẽ đi, mình sẽ cấu địa chiêu hơn nha, để mình lật thế cờ này mọi người. Đấy, thành công may đâu thì mới có trận đấu mình lật kèo, chứ còn không mà anh em nếu đánh kiểu này là chỉ chắc chắn là sẽ thua rồi anh em ơi. Đấy, hiện tại thì mình đã ranh cầu thủ rồi mọi người ơi, gần 20 sau rồi anh em, nên tỷ lệ mình anh em mà leo ranh nó không có được suôn sẻ lắm mọi người. Đấy, nhiều khi nhiều trận anh tên mận cũng khá là hay luôn á. Ui kìa gì đây, có thành, ui trời ơi anh, như thế này là con rồi anh em ơi. Ui hay quá, rừng tên mình thành công hồi gục được anh em nha. Và mic của mình đang lanh mặt anh ti rồi mọi người, nhưng mà khoan đây mình không có vô được anh em ơi. Tên mở bốn thành viên đang dòng là một chỗ luôn mọi người, nên không có lâu vào được. Chờ là chỉ mình biết chờ đợi chỉ đếp lính thôi nha mọi người. Đấy, tên mở đang dòng vô khá là đông luôn ấy, mình chỉ đếp con xe này nha anh em ơi. Đấy, Superman này bán thành công họ gặp Superman không? Ok, không ăn được Superman mọi người ơi, nhưng mà ngủ không hiện đợt cũng đang yếu máu đã đường trang này. Superman cũng đang yếu máu luôn anh em ơi, chỉ còn hai thằng Superman mà ngủ không yếu máu rồi. Mít tim bận này đã thành công lấy được hơi trụ của mình nhá, cây chó một phát này ok không được luôn. Tốc biến khá là hay đến từ vị tướng anh ta nha, anh Natalia nha mọi người. Đấy, và nó tốc biến hay quá mọi người, trong pha đó trúng chó của mình là ok ăn được thằng Natalia nữa đó mọi người. Rồi thì sau khi mà pha vừa rồi tập tẩy nhất sinh mọi người, trụ của mình nó gãi hai trụ siêu cấp rồi, thì tên mình đã đi tập thể được cho mình rồi. Pha này mà chón trúng thì mới mai đâu mới ăn được nha anh em ơi. Rồi chứ pha này mà anh em không lòng được chịu đi cơ bản ok tập trung xuống đường, còn thằng đây 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 thấy thằng tèo nát im lẻ một mình này, anh em ơi không vô tập trung vô hỏa lực vào thằng tèo nát ở đây của tên bận đấy. Mình lướt lên lâu rồi, một thành công hồi gặp được tèo nát rồi, chón luôn bật lên tay lên hết nha mọi người. Ngủ không đang trả kia, ngủ không đang trả kia anh em ơi. Rồi pha này mình chón là ngủ không rồi anh em ơi, lâu vô mình đẩy ngủ không ra nha mọi người, thành công hồi gặp được ngủ không luôn, double kill cho mình nha. Rồi ăn được ba thành viên của team mận rồi. Giờ này mình sẽ lên hỗ trợ mic cho mọi người. Mic mình đang bị hai thành viên của team mận đang công lên rất là nhiều luôn. Rừng và Natalia hiện tại đang khá xanh, cây chón đầu phát này ở trong cái lùm này anh em ơi. Đấy, qua trong cái lùm đấy. Ui kìa, mặt anh tí lên khá là đau ấy mọi người, còn con đang một lớp dốc thật là trâu bò luôn nha anh em ơi. Giờ này bắt buộc mình phải đợi anh tí nha mọi người. Có anh tí rồi á thì khi mà ngồi không lâu mà thằng rừng team mận lâu bầu á thì mình đang hit được nha mọi người. Thành công này hit luôn anh em ơi. Ui qua kia hay quá, thành công hít gọi gục được hai thành viên của tên mận luôn mọi người ơi. Nhưng mà rất tiếc ở đây mình cũng phải trả giá nha mọi người phải đó, vì ở đây của mình đã đi lại và không biết như thế nào bị hai thành viên của tên mận lâu vô ăn được thằng Violet mọi người ơi. Đây nhưng hiện tại những cái kèo khó như thế này thì anh em bắt buộc là phải đều lên full đồ nha mọi người, mai đầu thì mình đánh được nha. Là Superman đi lẻ một mình này, hít luôn nghe, chọc nó đi kìa, rồi gây choáng được Superman nào đấy. Thành công hồi gục đúng quen không đâu, ok tên mình đã thành công hồi gục được Superman mọi người, thì phải là khá là khang luôn mọi người. Thì sau qua rồi thì mình ăn được cái bộ xanh nha, thì có lợi cho mình rất là nhiều luôn đấy ở trong trang F mic này. Rồi về đây hồi máu được tới vùng mình lên, mình sẽ hỗ trợ tay cho mọi người ơi. Và này cái phán dễ cũng là kèo lắm anh em ơi. Đấy. Rồi hiện tại mình đã năm hỗ trợ 10 hơi rồi mọi người, hiện tại mình cũng đang khá là xanh lắm mọi người, không có bị phát mở bao nhiêu nha. Rồi lên trường hỗn mang đây nè mọi người, đủ đồ đủ tiền rồi thì anh em không nên để phí nha. Rồi lên vương niệm sau nha mọi người. Đấy giờ này mình cũng khá là thấm rồi. Đấy. Giờ này anh em lướt lên chứ mình chưa hay để chón nha, quá là yêu luật luôn ấy mọi người. Đấy, thằng tèo nát này chón, ui trời ơi tặc rồi anh em ơi. Rồi ok hay rồi lụm luôn rồi, ok lụm được rồi lui về nha, lưu cái tầm đánh của thằng Natalia trước nha mọi người. Đấy Natalia hiện tại đang khá là mạnh rồi, cây chón Natalia lụm nó đi, ok thành công hồi gục được rồi. Một không này anh em ơi, bật anh tây này tóc biến lên hít hai thành viên của team bọn rồi. Giờ này team bọn đó thành viên bốn người gục, hồi gục nó bốn thành viên rồi, chip book kill cho rừng của team mình nha mọi người. Rồi hay rồi anh em ơi. Đấy chỉ còn một thành viên của team bọn này lâu ra nên thôi, anh ta có đang làm gì đây? Rừng của team bọn đang đu dây khá là mạnh luôn, nhưng mà không biết làm gì đây, mình đây chóng thành công hơn gục luôn rừng team bọn luôn, và anh ta đã nằm xuống nha mọi người, thành công lật kèo nha anh em ơi. Rồi cảm ơn mọi người đã yêu quý mình nhé, cho mình xin một like một cái kênh nha, bye bye anh em.